đi, lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Trọn kiếp người này không còn nước mắt nụ cười, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn, đẹp mãi niềm vui. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày chọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Cuộc sống này kia hoa nở và hoa úa phai, nắng lên đôi thì đêm tăng thở, mây tim giăng trời thì nắng tan đi. Cuộc sống này bao nhiêu lần đưa tiên ngọc, con tin vào ngày mai trong Chúa chẳng có chia lìa, chẳng có hồn tan. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày chọn muôn kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Sự sống không mất nhưng chỉ là đổi thay, đã qua bao ngày chọn một kiếp này. Dù sống hay chết vẫn tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ là đổi thay. Cuộc sống này ngày chưa đủ mà đêm đã lên, lá cây mùa thời gian biến đổi như vó câu dồn tựa thoáng mây bay. Một kiếp người chưa bao ngày đã tới cội nguồn, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa hạnh phúc muôn đời chẳng có thời gian. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, qua bao ngày chọn muôn kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Sự sống này bao năm mồ mà không mất đi, Chúa thương từng bụi cây lá cỏ, đâu muốn con người phải nát tan đi. Còn kiếp này ai chưa được sự sống trọn tình, mai sau sẽ được phục sinh trong Chúa, cuộc sống muôn đời, cuộc sống hiền minh. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày chọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày chọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất. Con về trong ngày Chúa tới gọi con về, trở về cùng Chúa, kêu gọi con về trình diện với Chúa. Chúa ơi, Chúa tới gọi con về, Chúa tới gọi con về, Chúa tới gọi con xin từ giã cuộc đời về với Chúa. Chúa ơi,
trong khi con không ngờ thì Chúa đã đến thúc con. Một lời từ xa tất cả để về cùng Chúa. Chúa tới gọi con về trong ngày Chúa. Chúa tới gọi con về trở về cùng Chúa, kêu gọi con về trình diện với Chúa. Chúa ơi, Chúa tới gọi con về. Chúa tới gọi con về. Chúa tới gọi con xin từ xa cuộc đời về với Chúa. Chúa ơi. Âm thầm tìm đến Chúa kêu giúp con, nguyện lòng từ ái Chúa thương phần này hèn yếu. Sự ra đi của cụ trùm Anna Vũ Thị Tha là dịp chúng ta quy tụ về đây để cầu cho cụ, đồng thời cầu nguyện cho tang quyến. Dâng lên Ngài người thân yêu đã xa đi rồi. Xin dâng lên Ngài người anh em nay về cùng Chúa. Cúi xin Ngài xót thương chiếu chan hòa ánh quang để người ra đi về tới bên bờ yêu thương. Dâng lên Ngài cho niềm cay trong, xin dâng lên Ngài cuộc sống hy vọng sau một đời hằng luôn tin trông. Xin Chúa đón nhận người con thân yêu nay ra đi rồi, chỉ ước một điều Chúa sẽ ban hạnh phúc thiên chiều. Xin dâng lên Ngài này của lễ cứu độ nhân trời. Xin dâng lên Ngài này của lễ xuôi nguồn hồng ơn. Hồng ân Thiên Chúa. Cúi xin Ngài thứ tha những lỗi lầm đã qua, để người anh em được mãi sống đời thiên thu. Thank you.
cho niềm cay trong, xin dâng lên Ngài cuộc sống hy vọng sau một đời hằng luôn tin chung. Xin Chúa đón nhận người con thân yêu, nay ra đi rồi chỉ ước một điều, Chúa sẽ ban hạnh phúc thiên chiều. Dâng lên Ngài người thân yêu đã xa đi rồi, người đã đi rồi. Xin dâng lên Ngài người anh em nay về cùng Chúa, Thiên Chúa. Cuối xin Ngài xót thương chiếu chan hòa anh quang, để người ra đi về tới bên bờ yêu thương. Dâng lên Ngài cho niềm cay trong, xin dâng lên Ngài cuộc sống hy vọng sau một đời hằng luôn tin chung. Xin Chúa đón nhận người con thân yêu, nay ra đi rồi chỉ ước một điều, Chúa sẽ ban hạnh phúc thiên chiều. Chúa đón nhận người con thân yêu, nay ra đi rồi chỉ ước một điều, Chúa sẽ ban hạnh phúc thiên chiều. Cha thương xót thứ tha, dù bao lần xa ngã con lưu lạc phố chợ xa nhà, quỳ mặt lệ van xin cho duyên đời mãi còn đẹp xinh. Chúa ơi, xin tha thứ những bước chân hoang đàng, đã vô tình dòng trời trái ngang, sống ở hờ xa con đường sáng. Chúa ơi, con nay về xin sống tin yêu, quyết theo Ngài sống trong ân tình, bước trung thành đến quê trời quang vinh. Vững một niềm tin kính, vươn tay tới Chúa cầu xin,
ngước mắt nhìn lên cao, nghe xôn xao náo nức dạt dào. Đời bao lần đi hoang, con say mê lôi tội hoang đàng. Giờ mặt lệ long lanh, con xin ngài ân tình tuổi say. Xin tha thứ những bước chân hoang đàng đã vô tình dòng trời trái ngang, sống ở hờ xa con đường xa. Chúa ơi, con nay về xin sống tin yêu, quyết theo ngài sống trong ân tình, bước trung thành đến quê trời quang. Bên Chúa con vui hát khúc tình ca, đẹp bên ngài ăn năn tìm gieo vui nước mắt lăn trầm. Dù bao lần sai lỗi, Chúa mong con đi về thu tội. Này xác hồn con đây, xin đưa về thiên đàng thương. Xin tha thứ những bước chân hoang đàng đã vô tình dòng trời trái ngang, sống ở hờ xa con đường sáng. Chúa ơi, con nay về xin sống tin yêu, quyết theo ngài sống trong ân tình, bước trung thành đến quê trời quang vinh. Xin tha thứ những bước chân hoang đàng đã vô tình dòng trời trái ngang, sống ở hờ xa con đường sáng. Chúa ơi, con nay về xin sống tin yêu, quyết theo ngài sống trong ân tình, bước trung thành đến quê trời quang. Chúng con biết rằng tin tâm giáo yêu của chúng là Chúa sẽ ban cho và chúc phúc thân chức quan tài này, là nhà kêu van lạy Chúa xin du thương, ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn. Lạy Chúa xin thương con theo lượng từ bi Chúa. Chúa ơi xin xóa tội con theo lòng lấn tuốt vô bờ. Dù con đến chính trong dù sạch mọi gian ác, cứu con qua ánh tội kiên, con thành thấm thí lời mời.
xin lắng nghe linh hồn con tha thiết, ăn năn kêu van lạy Chúa xin du thương, ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn. Ở ngay bên thiên nhan con phạm tội nhớ nhớ, Chúa luôn công chính từ nhân khi người tuyên án nhân loại. Xin chân thành cảm ơn đoàn và mời đoàn an tọa và nghỉ uống nước và thank you.
Đại diện cho tang gia và gia đình xin chân thành cảm ơn đoàn và mời đoàn an tọa nghỉ. Ông chánh nghị có hương nhang và lễ vật nên phúng viếng, xin mời đoàn. Thank you.
con cháu có hưng đến kính viếng, xin mời đoàn. Trân trọng giới thiệu ông Vũ Văn Hà làm trưởng đoàn nên thắp hương trầm, xin mời ông. Kính thưa linh hồn bà Trùm Anna, Hà Nội, chúng tôi nhận được tin người thân an nghỉ bên Chúa là nước trời, đền xuân vui vẻ hưởng phúc vô cùng, cõi thọ thảnh thơi sống lâu chẳng hết. Và giờ đây xin mời mọi người hợp ý của chúng tôi đọc một kinh vực sâu và một kinh lạy gia cầu cho linh hồn Anna. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Chúa, con ở nơi vực sâu, tôi nào ai lối đường, bởi Chúa hằng có lòng này. Cậy Chúa, những kẻ làm dân được Chúa, trời đêm ngày hãy trông cây người cho. Xin cứu đây linh hồn Anna cho khỏi tù ngục và được ý yên. Amen. Thì tăng tôi xin trân trọng thông báo là đúng 2:15 sẽ làm nghi thức dập dập nhàng một lần nữa. Xin chúc anh Gia Tăng, xin mời chúng ta cùng về Gia Tăng. Mẹ ơi, mẹ nói chuyện với chị em, chúng con thân cuối đi mẹ ơi.
Thánh Thổi, 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 cõi trần, ta lại trở về với Thiên Chúa. Nghi thức dập mạch nhắc ta nhớ rằng bà Anna sắp rời khỏi căn nhà trần gian này để về nhà đời đời, sẽ lìa bỏ thân nhân bạn bè để... Theo Thánh Matthew, hãy đến với ta, xét thảy những kẻ nao nhọc và gánh nặng và ta sẽ cho người khen Chúa. Cộng đoàn thân mến, giữa cơn thử thách này, ta hãy nhìn lên Chúa Kitô, đấng đã cam lòng gánh chịu bao đau khổ của con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện, lạy Chúa không đâu, nhưng xin cho chúng con tràn trề hy vọng sẽ được vào nước trời, là nơi Chúa quy lời mẹ thế trên ngôi kia. Lúc mà Chúa sinh thì mẹ đang ngầu sầu nhau yên, là mẹ trong con đang nhìn mẹ một bà lần cuối để chúng tôi có tiến hành. Hương hồn của cụ. Vâng. Trước khi cầu nguyện, chúng tôi cũng xin mọi người hợp ý cùng giáo họ chúng tôi cầu nguyện cho cụ Anna chóng. Thánh thần amen. Chúa thua lễ đất Chúa thánh thần thiêng liêng sáng lạ vô cùng. Hằng xem thấy con, hằng nghe đời con cầu nguyện.
Vâng, và để tiếp tục chương trình thung viếng, xin trân trọng kính mời anh em tổ thờ Hàn tại Quảng Ninh. Do cháu Quyền làm trưởng đoàn, có quan hệ với cháu Hưng là cháu của bà. Vậy xin trân trọng kính mời đoàn. Vâng, và xin được thay lời cho gia tang xin chân thành cảm ơn tất cả anh em bạn bè với anh Tảo là con của cụ, hôm nay cũng có vòng hoa đến phúng viếng, xin trân trọng kính mời. Vâng, và trong cái tình cảm này, đoàn cũng có đôi lời cầu nguyện cho cụ Anna. Xin trân trọng kính mời. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thắm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân tràn chứa, trao rồi cho ta ngồi thánh làm ra. Bởi do chúng ta hằng bào giảng, vì biết rằng bao lâu sống trong thân xác này là chúng ta lưu lạc xa Chúa, vì chúng nhờ đức tin mới. Xin trân trọng kính mời các ông bà thông gia với con của cụ là ông bà Thỏa, do ông Bảng và ông Từ làm trưởng đoàn. Xin trân trọng kính mời có thể. Xin trân trọng kính mời. Xin trân trọng kính mời bà thông gia của cụ và các cô, các thím, các anh, các chị của anh Tảo do ông Dũng làm trưởng đoàn có vòng hoa và hương nến phúng viếng. Xin trân trọng kính mời bà thông gia và các cô, các thím,
các anh các chị của băng và đoàn có vòng hoa và lễ vật cúng viếng xin trân trọng kính mời. Xin thay lời cho gia tăng xin chân thành cảm ơn các anh. Vâng, xin được thay lời trưởng đoàn có quan hệ với ông bà Trùng Tứ là con rể của cụ có vòng hoa và hương nến cúng viếng xin được đọc cúng mời. Kính thưa tham gia quý quyến, quý khách gần xa, thưa quý cộng đoàn, lời đầu tiên ban thực sự cùng hội ca nguyện giáo hòa Đồng Phú xin gửi tới gia ta quý quyến lời thân yêu, lời chia phải chân thành sâu sắc nhất và người thân nữa thì sự đau thương càng tăng thêm gấp bội. Được tin cụ Trùm Anna là người thân thương của gia đình của quý ông bà vừa được Chúa gọi về, cụ Trùm đã vĩnh viễn từ giã cõi đời về sum họp với tổ tiên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thầy Dưỡng và cầu nguyện xin cho dòng kính mời hội đồng giáo họ Phú Thiện và hội ca đoàn về dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Anna. Ô cho con xin nước Chúa Thánh Thần xuống đây làm chúng con đã nghe tin cậy Đức Chúa Trời và đơn đứng miên Đức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin nước Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống thì là chúng con cũng xin nước Chúa Trời cho. Thank you.
mở đầu cho lễ tống chung, ban tổ chức lễ tang sẽ hùng trân trọng giới thiệu và kính mời đội đèn đồng gió thỏ đồng phú từ khúc nhạc tiếng viếng, trân trọng kính mời. Quản lý hợp tác xã nông nghiệp xã Nghĩa Hùng, các cơ quan ban ngành đoàn thể hai xã Nghĩa Hùng, Nghĩa Hải cùng cán bộ nhân dân và anh em ban hành cán xóm 3D. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, đại diện các đoàn hội tôn giáo, kính thưa các quý khách cùng bà con cô bác, chúng ta vừa tổ chức Tết Trung thu cho các cháu. Bà con xã viên hợp tác xã đang tập trung phòng chống sâu bệnh, bảo vệ lúa mùa. Giữa lúc ấy, Ủy ban nhân dân xã và ban quản lý hợp tác xã nông nghiệp Nghĩa Hùng nhận được tin báo của ông Vũ Văn Cảo ở xóm 3D báo tin có mẹ già. Cụ đã qua đời hồi 5 giờ sáng ngày 14 tháng 9 năm 2011, tức là ngày 17 tháng 8 năm Tân Mão, tại gia đình hưởng thọ 79 tuổi. Ấn viết quy luật sinh lão bệnh tử không loại trừ một ai, nhưng khi nghe tin cụ đột ngột qua đời, gia đình, con cháu và những người yêu quý cụ cũng không khỏi bàng hoàng trước sự ra đi này. Nghe được tin cụ mất, cán bộ, nhân dân, xã viên trong xã và hợp tác xã, các cơ quan ngành đoàn thể rất xúc động trước sự ra đi của cụ cùng nỗi niềm đau thương của gia đình. Mấy ngày qua, thể hiện sự quan tâm và với những tình cảm sâu nặng nghĩa tình, các đoàn đại biểu nơi các con của cụ cư trú, nơi các con của cụ công tác, cũng như anh em dòng họ người ngoài đôi bên, các bậc thông gia, bạn bè thân hữu gần xa và bà con hàng xóm đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng tan tiếng, phúng viếng và cầu nguyện cho linh hồn an nam của cụ. Tất cả yêu xin xã Nghĩa Hải. Ông Lê Văn Đoan, bí thư chi bộ 12, ông Nguyễn Xuân Hà, trưởng xóm 3D, ông Đoàn Văn Bằng, đội trưởng đoàn cấp số 12, cùng đại diện các cơ quan ban ngành đoàn thể, anh em dòng họ nội ngoại, các bậc thông gia, bạn bè thân hữu gần xa và bà con hàng xóm. Bây giờ ở thời khắc đau thương này, bên linh cứu cụ Vũ Thị Hà là những người con, người cháu, người chắc, yêu quý của cụ, là toàn thể gia đình thân quyến, là những người bạn, những người thân từng một thời gắn bó với cụ. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Xuân Hà, trưởng xóm 3D, đại diện cho cán bộ nhân dân xóm 3D đã tỏ hoa kinh viếng, trân trọng kính mời. Bằng đội trưởng ở số 12 thay mặt cho cán bộ giáo viên đội số 12 hợp tác xã đặt vòng hoa kinh viếng, trân trọng kính mời. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính nhâm thân 1932 tại thôn Nghĩa Dục, xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, trong một gia đình nông dân. Tuổi nhỏ sống cùng cha mẹ, cụ chịu khó làm làm, chăm ngoan hiếu thảo. Tuổi trưởng thành, cụ về làm dâu họ Vũ ở thôn Đồng Văn ở cùng xã Nghĩa Hải. Tạo lập gia đình mới, hai cụ đồng tâm hiệp lực cùng nhau xây dựng một gia đình ấm no hạnh phúc.
Tuổi niên thiếu của cụ trải qua dưới chế độ cũ với bao nhiêu vất vả nhọc nhằn. Khi cụ trưởng thành cũng là lúc quê hương được giải phóng, gia đình cụ cùng mọi người phấn khởi làm ăn trong hòa bình yên vui. Sau khi đất nước thống nhất, gia đình cụ vào Nam sinh sống, nhưng do thủy thổ không hợp, đất chẳng chiều người, nên cụ lại đem gia đình về Bắc và neo đậu nơi đây kể từ năm 1983. Ở nơi ở mới, hai cụ lao động chuyên cần, chắc tiêu dành dụng, nhờ đó cuộc sống dần ổn định. Biết ơn Đảng và Bác Hồ đã đem lại cuộc sống tươi đẹp, tinh tế chẳng được dư giả, cụ vẫn vui vẻ sống trong cảnh thường, đợi lúc hết của đời người. Giờ đây, do tuổi cao sức yếu, cụ đã theo về với tổ tiên. Cụ sinh được 8 người con, 6 người con trai và 2 người con gái. Các con của cụ đều đã trưởng thành, nhân đề gia thất, con cái sum họp đề huề. Cụ sinh và nuôi dưỡng các con, trải bao vất vả gian nan, đầu hôn sớm mai, rãi rậm mưa nắng. Đã bao đêm cụ ngủ trước trắng với các con trái gấu trời trời. Đời cụ như con ong chuyên cần xây tổ làm mật, như con tằm hút ruột nhà tơ để nuôi dạy con cái khôn lớn trưởng thành, nên người hữu ích cho ông ấy tính sao thiết kể. 79 năm trong có nhân sinh, sẽ có nơi vất vả tương chuyên của kiếp người, nếm đủ vị ngọt bùi đắng cay của cuộc sống của tình đời âm này. Nhưng lúc nào cũng vẫn luôn thân tình hòa nhã với mọi người, với dòng họ cũng ốp một hiền từ độ lượng bao dung, với xóm làng cũng vui vẻ chân thành hòa nhập cộng đồng. Có chính quyền tập thể, cố chấp hành tốt các pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương. Chính vì thế mà hôm nay đây, mặc dù trời mưa gió, tuyên nghe tiếng của cụ có đổi mới chính vị đại biểu, đại diện cho chính quyền, mặt trận, hợp tác thành cho cụ. Kính thưa tăng gia cùng toàn thể thân quyến, kính thưa các quý vị đại biểu có quý khách và bà con cô bác, trong giờ phút đau thương này, làm sao có thể nhớ và nói hết được về cuộc đời phong phú mà cụ Vũ Thị Hạ đã trải qua, những đức tính tốt đẹp và cụ có được trong người chị, người em thân tình, bất định ngọn lửa ấm tỏa giữa làng bằng hữu. Chính quyền, hợp tác xã, các đoàn thể cùng xóm làng mất đi người công dân tốt, người xã viên chăm chỉ, người hội viên tích cực, người hàng xóm họ đã thân tình, đã cùng nhau chia sẻ mọi nỗi buồn vui của tình làng xóm. Than ôi, cụ đã đi về cõi vĩnh hằng theo quy luật muôn thuở của tạo hóa, theo tiếng gọi của tiểu nhân. Vẫn biết rằng cuộc đời là sống từ chết về, quy luật tử sinh của tạo hóa là vậy. Trên trước cảnh âm dương đôi ngả này, trong tâm khảm ai mà lại không thổn thức bồi hồi. Tấm lòng ấy, nỗi niềm ấy, giờ đây có bút mực nào trả cho biết được. Kính thưa các quý vị đại biểu, các quý khách và bà con cô bác cùng. Tôi xin kính mời quý vị và bà con cô bác cùng đứng dậy để dành phút mặc niệm, tưởng nhớ tiễn đưa cụ khi đi về cõi vĩnh hằng. Vậy cảnh đồng cử khúc tưởng niệm, phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua. Để đáp lại các lòng của quý vị đại biểu và quý khách và bà con cô bác đã đến thăm viếng, chưa vừa cùng tam quyến cung kính và cầu nguyện cho linh hồn Anna của cụ, ban tổ chức lễ tang Thanh Cái Hùng trân trọng giới thiệu và kính mời vị đại diện tham gia lên phát biểu ý kiến. Trân trọng kính mời. Cầm tổ quốc xã, kính thưa các vị đại diện cho đảng ủy ban xã, các vị người cao tuổi xã Như Hùng, kính thưa các vị đại diện cho hợp tác xã, các đội sản xuất xã Như Hùng, xã Như Hải, kính thưa vị đại diện cho màu chất tự động màu da cam giáo hội Thánh Tâm, kính thưa cộng đoàn, kính thưa quý vị, thật đau buồn cho gia đình chúng tôi. Hôm nay đã mất hẳn đi một người chủ gia đình, là người mẹ, một người chị, người mẹ và người bà của các cháu. Từ nay sẽ không còn nữa. Làng xóm mất đi một người nắng thế nào để vượt qua nỗi nguy ngoai này thì được tất cả các cấp chính quyền Nghĩa Hùng, Nghĩa Hải và toàn thể cộng đồng đã đến chia buồn thân yêu cùng gia tăng chúng tôi. Tôi xin đại diện cho gia tăng xin hết lòng cảm ơn. Và trong sự gia tăng chúng tôi đang lúc bối rối, nay gặp dịp mưa thế này, chúng tôi chẳng biết nói gì hơn. Mong quý vị
cái lượng thứ cho những gì gia đình chúng tôi chưa đáp ứng quý vị. Xin cảm ơn. Ta được kiền trời mưa và ở xa, giờ đây hưng đoàn Đa Minh đó họ Đồng Văn mới tới được sân tang. Bạn cho đến tang Thánh Hùng trân trọng giới thiệu và kính mời đại diện cho hưng đoàn Đa Minh đó họ Đồng Văn với tiếng dục sắp hương trầm tình hiến trân trọng kính mời. Đến đây kết thúc. Ban tổ chức lễ tang Thánh Hùng chân thành cảm ơn sự hiện diện các quý vị đại biểu và quý khách và bà con cô bác. Kính chúc quý vị đại biểu và bà con cô bác sức khỏe cùng may mắn. Kính chúc gia tang có một lần thấu hiểu quy luật sinh tử của trời đất, biến lâu thương thành đồng kết hợp. Lạy Chúa trọn đời con đã dâng cho Ngài, trọn đời con bước theo chân Ngài. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để trọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Lạy Chúa điều mà con khấn xin đêm ngày, điều mà con thiết tha van nài. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, vì niềm hạnh phúc con là nơi Chúa, vì nguồn nghỉ an trong Chúa muôn đời. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn. Lạy Thiên Chúa đấng độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Lạy Chúa Ngài từ bi xót thương vô vàn, phần bày tôi biết bao lỗi lầm. Xin chớ chấp tội con, nào ai luôn đứng vững. Giờ Ngài gọi con xa lìa nhân thế, giờ Ngài gọi con đến trước nhan Ngài. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn. Lạy
Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ niềm phó thác đời con trong tay Ngài, dù là đêm dài dù là tương lai, một niềm phó thác đời con cho Ngài. Đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời, từng bước âm thầm là từng gánh phong trần mà tay trắng bàn tay, có đi dâng Ngài con chỉ có con tim này. Một niềm phó thác đời con trong tay Ngài, dù là đêm dài dù là tương lai, một niềm phó thác đời con cho Ngài. Đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời, dìu bánh tinh tuyền cùng ngàn nỗi ưu phiền, nguyện dâng Chúa ngày đêm, lễ dâng món hèn lòng thành kính con đáp đền. Ông hy vọng rằng những người chiến binh đã ngã xuống
sẽ sống lại thì cầu nguyện cho người chết quả là việc dư thừa và ngu xuẩn. Nhưng nếu ông nghĩ đến phần thưởng rất tốt đẹp dành cho những người đã an nghỉ trong tinh thần đạo đức thì đây quả là một ý nghĩ đạo đức và thánh thiện. Đó là lý do khiến ông xin dâng hương lễ đền tội cho những người đã chết. Thiện này,
có ai thích nghèo, có tiền cho con cái ăn đi học, mức độ đó cũng vẫn còn là nghèo chứ chưa phải là giàu. Giàu là dư tiền dư bạc mới là giàu. Như vậy chúng ta thấy nói một cách nào đó là tất cả chúng ta ngồi đây có lẽ nghèo, tôi nghĩ vậy, còn không biết là có ai giàu không thì không biết. Nếu có giàu thì tôi xin lỗi. Nhưng mà kinh nghiệm nghèo như chúng ta thấy toàn dân phú thiện này đêm ngủ có lẽ không cần đóng cửa, cổng không cần phải tắt phải khóa, bởi vì kẻ trộm nó không nhỏ ngó, bởi vì có gì đâu mà mất. Ngày xưa thì các cụ bảo rằng là kẻ khó thì giữ đầu, như là nhà giàu giữ của. Đúng như vậy, nhà giàu giữ của không khắc nghiệt hơn. Và giáo quan là rất may giáo sư ta nghèo, bởi vì giáo sư ta chẳng có cái gì đáng tiền. Còn thí dụ như thuần hậu có một số đồ cổ đáng giá, nó cũng bảo nó được mất. Thượng trại khi có một số ảnh tượng cổ đẹp, nó cũng vào nó lướt mất mấy năm nay rồi. Cụ thể các nhà thờ gần đây nó vào nó hoạt động mạnh lắm. Miền ư chúng ta này mất răng 70 cây đàn rồi. Rồi cách đây vài ba hôm, nhà thờ chính tòa Bùi Chu có một cái mưng hương từ đời nhà Chu đến nay. Và có lẽ cái mưng hương nó mấy tạ đồng. Nói cái khác là tiền tắc. Thực sự là nghèo hạnh phúc, vì ngủ từ sáng đến tối không phải băng băng về tiền của. Nhưng nghèo như vậy cũng chưa hẳn là đã đúng như Chúa Giê-xu muốn nói. Bởi vì Chúa Giê-xu là Thiên Chúa, Ngài muốn cho con cái Ngài đủ mọi phương tiện để sinh sống. Có bài hát hát là xin Chúa đừng cho con quá nghèo, bởi vì con quá nghèo thì con cũng làm ô danh Chúa. Xin Chúa cũng đừng cho con quá giàu, bởi vì quá giàu con cũng làm những điều bất chính, vân vân. Cụ trùng của chúng ta đây thì cũng đã thật sự nghèo vật chất, đôi khi nghèo cả nhiều diện khác. Nhưng trước mặt Chúa, về mặt thiên nhiên thì chúng ta không biết được chính. Bởi vì Chúa Giê-xu còn bảo rằng là thay vì đến mỗi phút hôm nay, chỗ khác Chúa Giê-xu còn bảo là người giàu vào nước trời khó lắm. Tại sao khó? Bây giờ con giàu, nhưng mà nếu mà ta bị, ta có thù oán ai hay chiếm lãnh gì của ai, ta đi kiện, ta chỉ cho mấy ít tiền là ta sẽ thắng, là bất công. Đôi khi ta muốn báo thù người khác, ta dùng tiền của để thuê người khác đánh, thuê người khác làm hại, là bất công. Các cụ ngày xưa còn ném bạc đất toàn đất đấy. Nên vấn đề sử dụng đồng tiền nó không đúng mức. Còn nếu giàu mà sử dụng đúng mức thì là vẫn tốt. Nhưng mà người giàu nhiều tiền khó mà sử dụng đúng mức được lắm. Thưa anh chị em, đúng là như vậy. Đối với giáo họ Phú Thiện, nghèo mình cũng mong là nếu mà có Phú Thiện có mở lời thì anh chị em giúp đỡ một chút, để khi chúng ta có người thân nằm xuống, chúng ta có chỗ giữ lấy hẳn hoi. Và qua việc kinh nghiệm tiền của ở trong giáo phận này, cụ thể là nhà thờ Bùi Chu và giáo sư Văn Giáo của chúng ta, thì chúng ta sử dụng tiền của để làm nhà làm cửa, có bệnh thì chữa bệnh, cho con cái ăn học, còn dân nào chúng ta bỏ hoài. Mà hôm nay tôi muốn chọn đó là Chúa bảo phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất thứ làm gia đình hiền lành với nhau. Đời này chúng ta được lợi về người anh em, đời này chúng ta được lợi về hàng xóm yêu quý, họ đạo yêu quý, đời sau Chúa thường công. Còn nếu mà dữ dàng quá thì đời này mọi người được tiếc, được tránh xa, và đời sau đôi khi lại không được vào nước trời, thì quả thật là rất thiệt. Cho nên lời của Chúa hôm nay mời gọi tất cả mọi người chúng ta nói chung, và đặc biệt dân Phú Thiện nói riêng, ở xa nhau lắm, người nọ cách người kia, nhà nọ cách nhà kia, có thể là chết cũng không ai biết, trộm cắp nó đến nó đấy cũng không ai biết. Vì vậy chúng ta phải hiền lành, yêu mến, quý mến nhau, để khi có việc gì chúng ta nghe tin là chúng ta đã đến, đã giúp đỡ. Dù đã sống nghèo về vật chất, nghèo đủ mọi thứ, nghèo cả vấn đề
học hành nữa. Cụ đã sống hiền lành trong cuộc sống, chắc chắn giờ đây Chúa sẽ thưởng công cho cụ nước trời về hai chuyện này. Nhưng mà là người trong cuộc sống cũng không phải là nghèo thực sự mà đã hết lòng tham, cũng không phải hiền lành mà không có lúc nào sớm được về hưởng nha Thánh Chúa. Amen. Mời cộng đoàn đứng chúng ta dâng lời cầu nguyện. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu bảo rằng lời hứa hẹn thật là mạnh mẽ, khích lệ chúng ta sống hẳn hoi. Giờ đây chúng ta dâng lời cầu nguyện. Cho con tin yêu, biết thực hiện trọn vẹn những gì hôi thánh có dạy. Xin Chúa nhắn lời chúng con. Đức Giêsu đã chịu tử hình và mai táng, nhưng Thiên Chúa đã cho người phục sinh vinh hiển. Chúng ta hiện đời cầu xin cho các tín hữu đã qua đời được cùng người vui hướng phúc trường sinh. Xin ơi, để có thể hưởng vinh quang thiên quốc muôn đời. Xin Chúa nhắn lời chúng con. Các Kitô hữu còn sống có thể giúp ích cho các linh hồn nơi địa ngục bằng lời cầu nguyện và các việc hy sinh thảm mình, nhất là bằng việc xưng thánh lễ. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo sư chúng ta hiểu rằng thánh lễ cần thiết biết bao cho các linh hồn trong nguyên ngục, để chúng ta cố gắng tham dự thánh lễ sống sống và thường xuyên. Xin Chúa nhận lời sống.
Cùng một thế trước đây sau bữa ăn tối, người cần lấy chén cùng ta ơn trao cho các môn đệ mà thôi. Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, mau giao ước mới và vinh cứu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Về với lạy Chúa, khi kinh nhớ con chưa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận Chúa tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ lên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lời Chúa xin nhớ đến nội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu để kiện toàn nội thánh trong nước Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giáo Mục Du Xê chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhớ đến tôi tớ Chúa, chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Phong lệnh Chúa cứu thế và theo thế tức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện thánh Cha tàn sang, Chúa Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện rơi lỡ cũng như trên trời. Nhờ Chúa rộng lòng thương thương giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát qua tội lỗi và được an toàn của mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Khi tôi chưa nói với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Thánh Chúa. Xin hoa chương ban cho Thánh được bình an hợp nhất theo Thánh Nhi Chúa, Chúa hàng sống và hiện trị muôn đời. Bình an của Chúa hàng ở cùng anh chị em. Xin này đến từ
Chắc là người chị em tín nữ của chúng con đây là phù tùm Anna, cũng như mọi kẻ đã qua đời trong ân nghĩa Đức Kitô sẽ được sống lại với người trong ngày sau hết. Vì thế chúng con xin phó thác người chị em tín nữ này trong tay Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì khi cũ còn sống ở đời. Từ cộng đoàn và gia đình đáng quý, từ đại diện cho giám mục bày tỏ lòng cảm thông và chia buồn sâu sắc với gia đình Đăng Quyết với giáo phụ kiện, và cũng thay lời cho phụ trùng đang làm bất động nơi đây cũng như là con cháu hết lòng cảm ơn quý khách từ xa xôi, mưa gió là đường đất rất khó đi, quý vị cũng đã đến thăm hỏi cầu nguyện, và nhất là hôm nay dâng lễ và tiễn đưa cụ đến nơi an nghỉ cuối cùng. Cảm ơn các đoàn hộ, hộ kèm, hộ thác, chống ơn mất. Cảm ơn quý khách ở dưới nghĩa dụng, và cũng cảm ơn các đặc biệt họ giáo phụ thiện và cô xóm em đã lo lễ tang cho cụ từ khi đến nay rất là vất vả và hôm nay rất là tốt đẹp. Giờ đây thì hôm nay tiễn đưa cụ xuống mãi nghĩa dụng rất là xa xôi phú thiện, xa xôi con giáo chúng ta, cho nên họ giáo chúng ta cũng cố gắng, quý khách cũng cố gắng để đưa cụ đi tốt đẹp. Và xin cảm ơn. Lạy Chúa con ở dưới bậc sao thờ linh Chúa, xin Chúa hãy đọc nhân lời con kêu vang. Rừng thu chút lá, lá bay bay về phương nào, kia ngàn hoa héo úa, sắc hương nay xưa còn đâu. Đừng nuối tiếc, đừng than van, đời nối kết rồi tan. Thế gian phù vân, thế gian một tình yêu cha tôi vẫn luôn kiên vững trên đời, một tình yêu Thiên Chúa tháng năm vẫn bao bọc tôi. Dù thời gian trôi qua, đất trời chìm trong bóng tối, Chúa mãi mãi thương tôi, Chúa mãi mãi thương tôi.
hoàng kim rực rỡ, thoáng qua như mong xuân thì bạc vàng theo danh gió, phút bay không câu từ ly. Đừng nuối tiếc, đừng than van, đời nối kết rồi tan. Thế gian phù vân, thế gian phù vân. Một tình yêu cha tôi vẫn luôn kiên vững trên đời, một tình yêu Thiên Chúa tháng năm vẫn bao bọc tôi. Dù thời gian trôi qua, đất trời chìm trong bóng tối, Chúa mãi mãi thương tôi, Chúa mãi mãi thương tôi. Êm ái vỡ tan như bọt qua cầu, người tình tôi thương mến đã đi xa nay còn đâu. Đừng nuối tiếc, đừng than van, đời nối kết rồi tan. Thế gian phù vân, thế gian phù vân. Cha tôi vẫn luôn kiên vững trên đời, một tình yêu Thiên Chúa tháng năm vẫn bao bọc tôi. Dù thời gian trôi qua, đất trời chìm trong bóng tối, Chúa mãi mãi thương tôi, Chúa mãi mãi thương tôi, Chúa mãi mãi thương tôi. Năm lênh đênh trên dòng đời, nào có biết đâu giờ đây ta trở về cát bụi hư vô. Ta trở về cát bụi hư vô. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Tháng năm qua trần thế hao huyền, nhìn chìm con trong mê đắm phù hoa. Hôm nào ra đi vinh hiệp đời, tâm tư an vui hay ngậm ngùi, tình yêu Chúa, tình yêu mến nhau ngày qua sẽ dư phần phúc lộc cho ta. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua tình Chúa kêu mời, mà hồn con như quên lãng từ lâu. Thank you.
qua đi còn là gì? Vinh hoa dương gian chút bụi mờ. Một cơn gió thoáng mà thôi. Tiên đường người xuất phận đơn côi. Tiên đường người xuất phận đơn côi. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua, mộng ước tương lai đã làm con xa Thiên Chúa tình yêu. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua trần thế hao huyền nhận chiếm con trong mê đắm phù hoa. Mẹ
mẹ ơi hãy đoái thương lòng từ bi, hãy chiếu soi hết mọi linh hồn. Ngàn nỗi u phiền đau đớn chỉ biết kêu xin mẹ đoái thương, dìu về nơi thiên tòa cao sáng cùng mẹ hoan ca tình yêu Chúa đến muôn muôn đời. Từ vực sâu tiếng khóc than còn vọng ngân với tháng năm u hoài đớn đau. Mẹ mẹ ơi hãy đoái thương lòng từ bi, hãy chiếu soi hết mọi linh hồn. Từ vực sâu tiếng khóc than còn vọng ngân với tháng năm u hoài đớn đau. Mẹ mẹ ơi hãy đoái thương lòng chốn tối tăm. Mẹ ơi